Hãng hàng không Bamboo Airways chính thức khai trương và đưa vào vận hành phòng chờ thương gia tại Côn Đảo, đưa Bamboo Airways trở thành hãng hàng không đầu tiên khai thác phòng chờ thương mại tại đây. Phòng chờ được phân chia thành nhiều phân khu chức năng như khu vực nghỉ ngơi, quầy bar, buffet, phòng hút thuốc, cũng như dịch vụ ẩm thực phong phú, đáp ứng đa dạng nhu cầu của hành khách. Phục vụ 8 chuyến bay hàng ngày đến đi Côn Đảo của Bamboo Airways, phòng chờ thương gia hứa hẹn tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm dịch vụ định hướng 5 sao của hành khách cả trước, trong và sau chuyến bay. Trong tháng 11 này, Bamboo Airways sẽ mở rộng mạng bay kết nối Côn Đảo với Thanh Hóa, Đà Nẵng và Cần Thơ.